ngày 3 tháng 12, lãnh đạo xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho biết vừa xảy ra vụ nổ trên ghe đi biển làm 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, 9 giờ 25 phút cùng ngày, ông Bùi Minh Cảnh hành nghề lưới ghẹ chuẩn bị ra biển đánh bắt. Ông Cảnh cùng 4 thuyền viên khác điều khiển ghe đến cây xăng dầu Thanh Huấn để chuẩn bị tiếp nhiên liệu nhưng chưa cập vào được. Bất ngờ lúc này hệ thống máy chính dưới hầm ghe chạy lớn bất thường. Một lúc sau có tiếng nổ lớn làm cho ông Cảnh cùng 2 thuyền viên khác bị bỏng. Theo lời kể của nạn nhân, thời điểm ghe chuẩn bị cập bến không hiểu sao máy ghe chạy ga lớn và không chỉnh nhỏ xuống được và sau đó vụ nổ xảy ra. Trên ghe lúc này có bình và bếp ga. Qua kiểm tra ban đầu ghi nhận nắp hầm ghe do nổ tác động làm văng ra xa, các cửa kính trên cabin vỡ thành nhiều mảnh, sườn ghe bị nứt. Được biết ghe lưới ghẹ của ông Bùi Minh Cảnh được đóng mới vào năm 2023. Ghe này được Ủy ban Nhân dân xã Vận Động ký cam kết ngưng hoạt động vào tháng 11 năm 2023. Nguyên nhân vụ nổ đang được công an điều tra.